đòn nữa, như cái đòn kia thì bây giờ mình cất ở đầu kia rồi. Ép bún thủ công ấy. À, đấy là ép bún thủ công ngày xưa. Đấy, cái này là đã được ba đời rồi. Ui dồi. Thế là đời này là đời cháu rồi. Ui dồi, thế rằng là 100 năm rồi nhờ. Đấy, hơn đời thì cứ tính cho mỗi đời 50. 50 hơn 100 năm. Ui, 150 năm. Chính xác. Đây. Thấy cái này, cái này. Cái này thì là 1940. Cái này là 1940. Cái này còn là mõ trâu phải không chú? Cái này là mõ trâu nhá. Ở đây đấy. Cái này là của bà Phù Thị Món, là bà mẹ nuôi của mình. À. Đấy, sau khi bà mất thì hôm vừa rồi mình lên thì mình còn thấy cái này. Là sau khi bố đi con gái đi lấy chồng thì bố cho một đôi trâu. À, đôi trâu. Cho một đôi trâu cho hai mõ, một cái này và một cái trên. Đấy, ở trên kia nữa. Và một cái cày. Đây, cái cày này cũng là năm 1940 đây. À, cày. Cày đúng. Đấy, là năm 1940. Thì là cái này là khi đi lấy chồng ấy là bố đẻ cho một đôi trâu và cho một cày một bừa và hai cái mõ. Đây. Hai cái mõ này và một đôi dần sàng này nhá. À, đây. Đôi này. Đôi dép này. À, đây. Ôi, đây đôi dép cò. Đấy thì còn đôi tông này các bạn tông, nhé. Tông. Đôi tông này các bạn có nhìn thấy không? Yeah. Đi mòn đến mức độ coi như là nó như manh salam luôn nhá các bạn nhé. Đấy. Đúng rồi. Nó có giá trị ở cái chỗ đây thôi. Đúng rồi. Đấy, và đây này, mòn hết các bạn nhé. Đúng rồi. Đấy, mà đi vẫn còn tốt, không bị sao. Tốt. Đôi dép kia, đôi dép này là... Đây là đôi dép tiền phong, là một phong. Thời của mình ấy. À. Thật sự là những một thanh niên mà đi tán gái đấy mà... Thanh niên mà đi tán gái ấy thì chỉ cần có một đôi dép này thôi là đã là phải trắng rồi. Đúng rồi. Là cái... Nó là gò trắng. Đấy. Nói chung là xong ở đây nữa này. À, cái nồi. Còn cái này là anh rể. Anh ấy đang làm thì anh bị mất, bởi vì anh ấy cũng khắc vào rồi. Có nghĩa là anh ấy phải cho hoa văn vào như là cái bên dưới kia của cái hòm ấy. Thế nhưng mà sau khi anh đang làm này, 1985 là anh ấy mất, thế là anh ấy bỏ dở. Đấy, cái chậu này là chậu cưới này, chậu này chậu tặng phẩm nhá. Wow. Nồi này cũng nồi tặng phẩm luôn. Đấy. Đây là cái gì nữa làm nhỉ các bạn? Đây, xem bộ bát đĩa này đi. À, đây nhá, thế thì bộ bát đĩa này. Đây, ngày xưa thì là những cái bát như thế này ấy, thì là cái bát. Và cái này từ năm 74 là bà mẹ mình mua một lô bát về, nhưng mà trong thời gian 79 chạy tàu thì đem đi chôn xuống đất. Thế là đến khi là bây giờ nó vỡ. Thì các bạn nhớ là ngày xưa mình còn bé thì mình ôn lại thời thơ ấu là cái này nó có cái hình này là mình đem cái nung chì ấy, đổ chì vào đây. Còn chú Phúc Lục đấy anh ạ. Rồi. Đấy. Cái đổ chì vào đây để làm cái con cái để đánh du. Đấy, đây là cái này một cái kỷ niệm đối với mình. Và tất cả những cái đồ này cũng là đều là từ năm 1980, từ năm 80 đổ về trước. À, cái đĩa này là bằng sắt à? Ờ, tất cả cái này bằng sắt nhé các bạn sắt nhé. Nhờ. Đấy, sắt tây. Mà hiện nay bây giờ thì không còn ai dùng nữa rồi. Tất cả người ta dùng hết ở đây cũng có. Cái men nó vẫn là cái men cũ của nó nhờ. Chưa chỉ nó vơ nhờ. Cái đĩa bằng sắt đấy. Đấy, còn đây có rất nhiều loại luôn nhé các bạn này. Đây, ngày xưa thì còn có thìa. Loại thìa sứ của Trung Quốc các bạn nhé. À, đúng rồi. Đấy, thìa sứ này là những gia đình nào gọi là có điều kiện thì mới dùng cái loại này. Chứ còn đa số là không dùng cái loại này đâu. Đấy. Thế thì đấy, thế còn đây cũng là một loại số đĩa khác nữa thì chắc là các bạn cũng không lạ, vì nếu mà ai là đúng rồi. Từ đầu 8X thời bao cấp nhá, ai 8X thời bao cấp thì sẽ phát hiện được là những cái đĩa này nó như thế nào. Vâng, cái này ngày xưa là hay để đựng thịt gà. Đấy. Đấy. Và loại này nó là đĩa hoa hồng. À, hoa hồng. Đấy. Là tất cả những đồ này ở Trung Quốc. Thế còn đây là bát thì mình xin giới thiệu các bạn này. Bình to. Bát này hiện nay đây là bát con gà. Ở đây tiếng dân tộc gọi là petcock. Vâng, petcock là tám cạnh đấy. Đấy. Đấy con gà. Một cái phích này và một cái khay chén và bộ khay chén ngày xưa đi tặng phẩm chỉ một khay chén và một bộ ấm chén. Nhưng mà bây giờ là ấm chén nó vỡ hết rồi các bạn nhé. Đấy, rồi là còn cái gì nữa nhỉ? À đây, còn là hòm đây của chị. À đây. Đây cái hòm này. Đây là hòm này là sinh năm một nó làm ra là năm 1985 là anh rể mình đã đi trực tiếp tay làm ra. Và anh sau khi anh đang làm thì anh bị bệnh, anh mất. Thì anh cũng để lại thì năm 1985. Cái này hòm này là hòm đựng quần áo phải không? Hòm này hòm đựng quần áo mà chính tay anh trực tiếp làm luôn. Đồ cưới đấy. Đồ cưới. À đấy. Ơi còn được, còn là cái tivi đây. Đấy còn tivi đen trắng này thì là ngày xưa ấy là nếu mà gia đình nhà nào mà có một cái tivi như thế này ấy, thì thật sự là một gia đình gọi là có điều kiện, khá giả đấy. Đấy. Cái tivi này. Và một cái đài này. Ở đây. Thì là nó là một cái đài của một ông anh chơi kết nghĩa cùng, mà cả một cuộc đời của anh đi làm nghề ấy, thì anh này là anh Cường, anh Liễu Văn Cường ở bên bà xã anh ấy kỷ niệm.
cái này vẫn dùng bình thường. À, vẫn dùng bình thường nhá, nhưng mà mình chỉ để làm đồ trưng bày thôi. À, vâng. Thì anh bảo là thôi chú đem về cho vào bộ sưu tập của chú. Đấy.